Mọi người đã biết luật, bây giờ tôi sẽ tìm từ. Chắc chắn. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ gồm có 3 chữ cái. Kể nói về một cái sự hết, mà hết một cách hoàn toàn. Sạch xanh xanh. Đáp án chính xác. Mặc dù là người gợi ý là gợi ý nói đúng về đơn vị từ, đơn vị câu ấy thì là chưa thực sự chính xác. Vừa rồi bạn nói là cái từ này gồm 3 chữ cái, nhưng mà người nghe thì cũng đã tìm ra được cái đáp án, đó là sạch sành sanh. Mỗi bạn đã cộng cho mình được 4 điểm. Từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Một từ gồm có 2 tiếng. Láy á, nói về một cái sự bạo, làm một việc gì đấy rất là bạo. Láy âm đầu ạ. Giải nghĩa riêng từng từ. Từ đầu tiên là chỉ về một loại quả. Thứ hai, từ thứ hai là táo tợn. Đúng không em? Chính xác ạ. Chính xác. Táo tợn, đáp án chính xác. Đó. Có vẻ như là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Đúng rồi, có vẻ như là thiếu may mắn ạ. Ừ, dạ. Làm sao đấy. Và chúc mừng các bạn, mỗi người cộng thêm cho mình 3 điểm. Rồi nhé, bên này hả? À, xin mời. Tôi sẽ tìm từ. Long cố gắng lên, bạn chưa được điểm nào đâu. Dạ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Từ này là một từ có 2 tiếng, cũng là láy âm đầu, chỉ về một sự việc kéo dài xảy ra thêm một lần nữa. Tiếp tục. Bạn đã phạm quy, từ của chúng tôi đưa ra là lần nữa. Nếu bạn là phạm thêm một lần nữa, giờ có ít nhất là có chữ lần rồi. Dạ. Đúng không nào? Em lưu ý nhá. Vâng ạ. Phải hết sức bình tĩnh nhá. Quá. Ừ. Dạ. Chỉ còn bây giờ nếu mà em là anh làm MC rồi, không nói em gì, chữ em mà chẳng may mà em bị loại là nói thật là những người đàn ông mà đang theo dõi chương trình là hết hẳn hy vọng về đàn ông mình đấy. Dạ. Em cố gắng lên nhá. Dạ, vâng ạ. Vi phạm lần một. Chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo. Chưa? 60 giây bắt đầu, mời bạn. Từ này là một từ có 2 tiếng. Chỉ việc mình đang suy nghĩ, tìm cách để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Như là khi mình đang nợ thì mình phải suy nghĩ, tìm cách để mình xoay sở. Đáp án chính xác, rất nhanh. Trời ơi. Mỗi bạn cộng cho mình 4 điểm. Đó chính là xoay sở. Nói là bạn rất thông minh tìm ra cái thì đúng là liên quan đến nợ nần đấy nữa. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Vâng. Từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Từ này cũng là một từ có 2 tiếng. Về hoàn cảnh của từ nó giống với từ trước. Cũng là mình đang tìm cách để xử lý một cái vấn đề gì đó, để mình giải quyết cái chỗ nợ của mình. Từ này cái từ đầu tiên nghĩa của nó trong một quyển sách thì sẽ có rất nhiều cái này. Trang trải. Đáp án chính xác, một lần nữa chính xác. Chúc mừng bạn. Hai bạn đã ghi thêm cho mình mỗi người 3 điểm nữa. Đúng rồi, đổi chỗ. Hạnh Uyên thân mến, tức là điểm của em và điểm của Long ấy là bằng nhau. Yeah. Cùng là 7 điểm. Thế bây giờ hai em làm thế nào thì làm. Hiểu chưa? Nếu mỗi câu trả lời mà em gợi ý mà bạn Long trả lời được là hai người lại có số điểm bằng nhau. Yeah. Nhưng mà chen vào giữa lại có một người rất là ghê gớm.
Đấy chính là bạn Ngọc Anh. Điều gì cũng có thể xảy ra. Và bây giờ tôi sẽ tìm từ. Mời bạn. Dạ. 60 giây bắt đầu. Đây là một từ có hai tiếng để diễn tả cái việc mà mình xưng xỏ ai đó. Cái từ đầu tiên á, nó là cái gì để bắt qua sông? Cầu cứu. À không, cái từ thứ hai á là cầu cạnh ạ. Đáp án chính xác, cầu cạnh. Rồi. Mỗi bạn cộng cho mình 4 điểm. Cầu cạnh, đáp án chính xác. Rất nhanh. Từ cuối cùng, tập trung, tôi sẽ tìm từ cực khó. Tôi nói trước là cực khó. Khó vô cùng luôn. Để tôi xem nó khó tới mức nào. Tôi tìm ra rồi tôi mới biết là cũng không quá khó. Dạ. 60 giây bắt đầu, mời bạn. Cái này là một cái từ gồm có hai tiếng. Là cũng là mình cầu xưng một ai đó. Thì cái từ đầu tiên á, nó là .. xưng. Cái từ thứ hai là van nài. Cái từ đầu tiên đúng rồi. Cái từ thứ hai là cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị .. sẽ thưa. Trong chuyện Kiều á. Trong chuyện Kiều đấy. À, thường là mình cúng vái thì mình sẽ văn lệ. Văn lệ đáp án chính xác. Nó là văn lệ. Mỗi bạn cộng cho mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Nào cho phép tôi xin tổng kết số điểm. Bạn Ngọc Anh là có 18 điểm. Xin chúc mừng. Bạn Thành Long 10 điểm. Và Hạnh Uyên 14 điểm. Long ơi, mình cố gắng rồi nhưng mà tiếc quá, cái câu cầu cứu em lúc này run quá, thì là không nghĩ ra được cái từ cầu không, cạnh. Không nghĩ đúng không? Không nghĩ ra được cái từ cầu tiếc cạnh. Quá. Thực dạ. ra là đây là yếu tố tâm lý mà. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công. Dạ. Xin chào nhé. Xin chào em.